Ok, hello các bạn nha. Và chào mừng các bạn quay trở lại với channel Gaslight của mình. Thì chúng ta lại chiến tiếp tục nữa nha các bạn. ADK Ragnarok mod nha. Mình với em Sijum sẽ chiến tiếp tục cho các bạn xem. Hello các bạn nha và chào mừng các bạn đã quay trở lại với series ARK Ragnarok mod của hai anh em mình nha các bạn. Tiếp tục thôi, tập tiếp theo nhá. Nhanh đi em ơi, con đó nó sắp trưởng thành rồi. Đúng không? Chưa, con này còn lâu. 75 rồi kìa. Một anh em mình quay tầm một tập quay là con này nó trưởng thành được á. Hồi hồi Gì nãy là ta? lúc mà anh mới load vào game là nó mới có 50 à, 45 à, bây giờ nó lên 75 rồi nè. Đó thấy chưa? Nó lên cấp kỳ luôn á. Thấy vậy chứ xe quay là nó lên rất là nhanh. Còn em nghĩ chắc tầm 10 15 phút nữa đã lớn à. Ok, với mà em biết chế cái Kibble Super Rion Super mà để anh bắt con gì đó. không? Cái Kibble này dùng để imprinting á. Ok, được được. Cái này em chế được. Ok, trong đây nè. Đợi mình tí nha các bạn, để mình coi thôi cái Kibble Super này thử coi. Muốn imprinting nó là phải đút ngang cái Kibble Super này nè, Super Rion Kibble. Rồi rồi ok super đúng không? Đúng Để rồi em em ơi. nấu cho em lấy nguyên liệu cái đã. Đây nè em ơi, trong cái lò này nè. Si channel nè, Có rồi, có Harry. rồi. Remit Jerry. Đây nè các bạn, hồi nãy mình có lên nghiên cứu thử các bạn. Làm đi chơi, nó cần cái gì thiếu cái gì nữa. Mà sao nó chưa ra ta? Hồi nãy là nó để là Remit Jerry nè. Mấy trái Đúng chanh. rồi. Chanh. Rồi mấy cây nấm. Núm. Sáp. Rồi Có luôn. sáp. Sáp có Last. rồi. Last egg là cái gì ạ? Là quả trứng to hả? Những cái quả trứng to. Trứng to để Để được. nấu ra cái kiếp bò đó các bạn. Cái này nó nấu lâu không ta? Hay là Không, thường từ mấy cái nhận. kibble nấu nhanh lắm, quan trọng là mấy cái trứng to kìa, trứng trứng to là trứng cỡ con nào mà là to ta? Trứng trứng to là hình như là em thấy em nghĩ là trứng red là đủ rồi á. Cái này là dùng mấy cái trứng mà cái con vừa vừa thôi, như là trứng Arendavid nè, trứng Allosaurus nè, trứng bọ ngựa, Này bỏ mấy cái trứng này vô được không? trứng Sabino. Đó. Thử đi đó, Đó, nè Sabino ra X nè, ra nè, ra đó nè. đó đó Sabino X Ok. là được rồi đó. Ok. Đó các bạn, chúng ta nấu ra cái kiếp bồ super này đó các bạn. Rồi đút cho nó ăn. Ngon 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 anh ơi. Yeah. Đó, Ui, ui nhưng mà nó mang không imprinting chấm à. có 33% mà. Ui, em nghĩ con này trưởng thành là nó không không đủ luôn quá. Bao nhiêu phút nữa vậy? 40 phút nữa. Rồi xong rồi, cái con này imprint chắc được có 33% mà. Rồi không xong rồi bạn ơi, chắc không được 100% rồi. Tại vì kiểu mà mình bỏ cái thời gian imprinting nó sao á. Bây giờ nó sắp sửa trưởng thành luôn rồi, như vậy là nó tăng được có 30% cái sức mạnh nè. Tăng thêm Mấy 33%. tại cái con này cũng yếu quá, chắc hồi nữa anh em để con xịn đi, xong rồi anh em mình giảm bớt cái thời gian imprint lại Ok. để cho nó nhanh hơn. Cái con này cái tốc độ trưởng trưởng thành của nó anh em mình đã giảm về mức 1 là cơ bản của game rồi đó. Nữa mình giảm cái thời gian imprinting lên nha các bạn, cho nó được imprinting nó xịn đó, cho chỉ số này là tầm nó cao lên. Chứ bây tầm giờ hiện 15 tại phút imprint một lần. hiện tại bây giờ là cái thời gian imprinting đó là nó còn lâu hơn cái thời gian nó trưởng thành đó, chưa chỉ chân nó mới đây nó sắp trưởng thành nè. Thì nó phải chỉnh 2 lại cái phần thông 3 số đó nữa. mới được. Nhưng mà trong cái tập này mình sẽ triệu hồi Bitcoin đúng không? Đúng rồi, tập này À anh đây em nè, có con Bitcoin ở tập trước nè. làm được chưa? Rồi làm được rồi. Qua đập nó không không? Nhanh Đi em vậy. ơi. Có mà tập trước, cuối tập trước anh đã tạo rồi. Ok anh ơi. Yeah. Thì các bạn ơi, tập này đánh Bitcoin nha các bạn. Tại vì hình như là đánh cái con Bitcoin này là anh em mình có thể tiến hóa được mấy con Silet á. Ok, qua chơi Bitcoin. Qua đảo Bitcoin Qua đảo Bitcoin đó các bạn. nè. Không biết các bạn biết biết Bitcoin không ta? Bitcoin nè. Mấy cái bạn nhỏ nhỏ trong biết Bitcoin là gì đâu. Đây này qua em Mày ơi. mày mày ơi. Chỗ nào vậy? Chỗ đó là tên gì anh? Sờ bon bót á.
chỗ con boss nó xa vãi rồi. Rồi, ok. Xong giờ không để biết con này mạnh không nữa. Để em cầm gấu gấu mẹ vàng của em qua. Ủa, con mẹ vàng em đâu? À đây đây đây, hết hồn, tưởng con này mà chết chứ khóc tiếng miên quá. À, chơi con gấu ma vàng hả? Được quá nha. Đấy, con gấu ma vàng này cũng trâu lắm nha các bạn. Trời, trời mắt quá, trời mắt quá, từ từ. Rồi đó. Rồi. Ôi. Em coi máu nó thử ra bao nhiêu à? 156 à. Cho em cảm đó, cho em thử sức á. Em chưa kịp bật cái phản lên nữa, tới đây. Khoan khoan khoan. Cái con này ôi cắn được 200 mấy các bạn, phải rồi. Ôi nó có à, trên tay nó có hai cái khiên kìa, thấy không? Thải đồ. Ghê vậy. Tự nha, để em bật. Dạ em ơi. Bật nổ lên đã. Rồi ok. Rồi vô uống nó đi. Rồi xong còn nãy em tự lấy đồ nè. Rồi nha. Mày chết. 156 triệu à. Còn quánh được nhiều à? Quánh được 4 triệu mấy hay giờ? 4 triệu mấy, 7 triệu mấy. Ghê. Dễ nhàng các bạn, mình nên thì chung là xử được rồi, khỏi cần mình đấm phát chết luôn á. Coi chừng á anh, cái nguy hiểm đó á, nhiều khi nó chết thiệt á. Cẩn thận nha, coi chừng nó chết luôn á. Trời, nó đổ thật lát kìa. Ôi, nó chết luôn rồi. Chưa. Con okay, này còn 7 mấy triệu máu lần anh ơi. Yên tâm. Vậy cho nó thêm cái nữa nha. Ném ra xa người thôi, được rồi, đừng có ném gần quá, nó chết á. Ủa, cái con em sao mà đơ luôn rồi. Em bị mấy con kia bu quánh kìa. Chết em ơi. Ôi, chết mẹ, nó chết luôn em ơi. Rồi sao, anh ném cái gì 200 triệu đó, nó chết luôn kìa. Nhưng mà nó đâu có cho mình cái con ấy đâu, nó đâu có cho mình con để mà spawn đó. Cái con này hình như là đâu có spawn. Đúng chưa? Ai da, nó quấn em sắp mặt anh ơi. Cái con này nó có cho con spawn không ta? Bù quánh em thiên ghê vậy. Trời gấu à, bảo kệ. Có nhận được đồ gì không? Có, được cái đồ tiến hóa Celestial nè, đây. Thì anh cũng được một cái nè, nhưng mà cái con này... Với lại được full một bộ giáp test luôn anh ơi. Hợp lý. Creator test nè. Á chà. Mặc vô em ơi, mặc vô test thử rồi. Thử rồi. Ôi, mà... nhìn xịn sò các kiểu các bạn. Hình như là giết cái con này là chúng ta được full bộ test. Ghê chưa? Full bộ đồ test nha. Kháng từ lưu hồng dương luôn anh ơi. Trời, nhìn chắc lừ luôn á. Sự. Chứ con này đâu có tem được đúng không? Con này hình như là đâu có tem được. Đúng rồi. Wow. Còn nếu mà không muốn thì một lát nữa anh em mình thử lần nữa. Nhiều khi... Một lát chiêu hồi thêm một con nữa. Cái con này em không biết là... Nó có cho tem được hay không nữa. Coi nó còn cho mình gì nữa không ta? Trời ơi, nhìn... À. Nó cho mình được cái linh hồn... Creator nè. Linh hồn Creator sâu nè. Đúng rồi. Celestial Ascension Item nè. Ui, được. Quan trọng là cái này nè các bạn. Cái item mà để tiến hóa cái con Celest. Đi em ơi, dài. Hay là tiến hóa đây luôn. Về nhà đi. Đây, anh gọi ra luôn nè. Bây giờ em muốn tiến hóa con gì? Em hả? Em là em định tiến hóa mình... cái con Chim đại bàng đi. Đúng rồi, gọi nó qua luôn đi. À, tiêu hóa con đó đúng không? Đúng rồi. Arentavit. Wow. Tiên hóa con này lên, nếu mà mình nghĩ chắc nó cũng màu vàng cháy luôn các bạn. Màu vàng giống như cái con gấu á. Được nha, coi tiêu hóa được nha anh ơi. Đẹp á. Đúng không? Coi tiêu hóa được anh ơi, đẹp á trưởng luôn. Trời ạ, người ta đang chụp hình cái ông này. Wow, từ nhớ lấy đồ lại nha, lấy đồ lại cái đã. Không lượng sức mình à. Chỗ người ta đang chụp hình đó các bạn.
dùng hết đồ đi. Ok. Đó, đây là cái hình ảnh mà lúc mà nó chưa tiến hóa nè. Rồi bây giờ anh em mình tiến hóa thử coi. Con quan trọng nó cho tiến hóa không kìa. Mày biết rồi. Chắc được sao không? Anh bỏ vô đi xong anh đè vô người nó xem thử coi nó có hiện cái gì không. Được được không anh? À không, bá cá nồi. Đó, có vài con kiểu mà medium thôi nó mới cho tiến hóa. À, như vậy là con này không tiến hóa được các bạn ơi. Chết bà không. Cái con vậy là chắc tiêu hóa được cái con Riffin Select anh. Anh muốn test thử con Riffin Select không? Con nó luyện cấp chưa? Chưa, để về về mình liên cấp cho con đó đi. Ok. Em lại em chấm con Arenta biết Rồi ok, vậy anh xài Griffin. rồi đó. Qua bên đảo xương em phụ anh luyện cấp nè. Cho con rồng, cho con em về với. Về đi gấu ơi, gấu gấu XO. Cái gì mà mình bị đói hoài vậy? Đói gì mà đói liên tục. Quá ngon. Rồi bộ giáp này xịn đó. Bộ giáp này em thấy còn xịn hơn cái bộ Manticore với lại bộ gì đó. Demonic nữa. Bộ này nó kháng quá kháng. Thấy hiệu ứng kháng quá trời luôn kìa. Ok. Bỏ bớt mấy cái đồ để nhà đi qua. Quá trời. Creator. Chút nữa bỏ mấy nguyên set Manticore ở nhà đi. Skill. Xa lăng. Rồi ta cái con Riffin rồi. À đây. Đây, có hai con em để ở chỗ một chỗ. 800 mấy nha bạn. Còn con này là 200 mấy nè. Rồi để mình để lên thử. À được em ơi, được em ơi. Được. Ascend gì đúng không? Ascendino đúng không? Ascendino, đúng rồi, nó đó. Ok, như vậy Ngon là con này nha. tiến hóa được nha bạn. Đi luyện cấp cho nó nè, Ok. xong rồi mang qua đây tiến hóa. Anh coi cái con Griffin nào xịn hơn. Con bên đây xịn hơn, con bắt sao xịn hơn. Ok, hiện qua đây đi. Có bình mắt kinh nghiệm luôn. Nhưng mà thôi đi ha, qua anh kia liền đi. Bình mắt kinh nghiệm mình để dành nha bạn. Để dành cho cái tiến hóa lên xong rồi cho nó uống anh. Ok. Qua đảo xương nhá. Chào em ơi. Rồi. Hình như là mấy con xương này nó không có tác dụng như là cái này anh ơi. Không có tác dụng như lại cái chiêu phong cài của em ngày chi bữa giờ. Thả quá trời thả luôn. Đánh đi, đánh đi. Kìa này, trong này có con Dodo Gigan gì nè anh, qua trong đây nè. Vô đây full cấp anh ơi. Tăng lên một ít thôi. Rồi dứt hai con luôn. Rồi ok mà. Full em ơi, 540 mấy rồi. Rồi. Có cần em cộng giùm không? Cũng được. Auto clip hỗ trợ. Anh cho anh học cái sách kia vô đi, đi em cộng cho. Thôi cho rồi, anh đang tăng. Sẽ không thấy anh Phương đứng đâu ta. Anh tăng máu được 500 mấy rồi đó nha. Ủa 100 mấy rồi đó nha. Ok rồi. Ngon các bạn. Không biết tiến hóa lên
Cái con Celeste Griffin này mà tiến hóa lên thì như thế nào đây? Rồi, ok. Ảo hơn quá các bạn ơi. Em nghĩ cũng nó hóng ra cái màu gì chắc cũng ra cái màu vàng các bạn. Màu vàng hay là màu hồng không ta? Ascendant hả? Xanh, màu xanh màu với xanh màu trắng hả? Là tông màu chủ yếu của nó. Gì không? Anh thấy nó để chữ màu xanh đó, chắc nó lên màu xanh luôn á. À, chắc vậy, cái màu xanh. Mình chuyển hút nha. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, rồi. Okay. Stamina với lại speed cho nó. Anh tăng cho. Yeah. Con này phải 300% tốc độ bay các bạn. Con này 100.000 stamina. Nhanh quá tèo. Ý là vậy mà nó vẫn chưa được nhanh lắm. Con này bay nhanh. Ôi sao mà Celeste Griffin quánh được có 900 mấy rồi ta. Ủa 800 mấy à. Anh bật nổ lên thử. À bật nổ lên quánh được 1.000.000 mấy. Uầy, ngon ngon. Vậy cũng vậy cũng được rồi. Ghê rồi. 100... Ôi qua đây là bay hết được luôn kìa. Cái con này nó quăng cái thiệt chiêu ra rồi tự nó bị dính cái hiệu ứng đó luôn các bạn. Xàm thật sự. Anh, tuy là anh bật heal lên nhưng mà nó vẫn không kháng được cái đó đúng không? Ờ. Nó vô là kiểu là không thể bay được luôn á. Giống cái con rồng kia. Ồ, chiêu nó được 1.000.000 các bạn. Nó, các bạn thấy chưa? Ừ, bay bay vô nó qua cái... kìa. Nó bị dính ở đó luôn. Về nhà kiếm góc nào đẹp đẹp tiêu hóa rồi đi, đi về nhà đi, về nhà đi. Về nhà ba lên chỗ trên cao cao kia của em rồi để em đặt cái ventilator cho. Anh em lên nó tiến hóa hai con này nha. Ok. Nhưng mà cái con này cũng sắp lớn kìa, vãi tèo. Ủa em nhớ cái con Nova em tắt cái kia rồi mà ta sao giờ về nhà là nó có lại kìa. Chiều 3 các bạn, con này quánh đó, chiều 3 rồi. Cái kiến trúc. Cái kiến trúc của mình nha các bạn ơi. Thấy nó hơi... Nó có một cái tiệc chiêu bắn ra vậy thôi các bạn. Chiêu đó là chiêu C đó, chiêu 1 à. Cậy đi. Lên đây em ơi. Ta lên đây nè. Tap. Hình. Rồi. Ta leo qua chỗ em đây nè, ta leo qua chỗ em cái chỗ cái tháp á, em đặt sẵn rồi đó. Qua đây. Sao chỗ này đẹp nè. Nè, trên đây rộng nè anh, cao vãi nồi. Chỗ này có cây cỏ đâu đẹp nè. Không, cây cỏ để chụp hình làm thumbnail anh ơi, còn chỗ này để tiến hóa đi. À. Tháp chụp hình nữa bạn, vãi ca nồi. Đó, lên đây. À, em xây cái này trên cái đỉnh ngọn tháp đúng không? Thấy anh vừa đứng với người đó nhìn mắc cười quá. Yeah yeah. Rồi em tiến hóa coi em trước đi. Từ cái bộ đồ. Oxy với lại ráp đồ hả? Nè. Tiến hóa nó trước đi. Để em lấy đồ ra đó. Chim này phết quá phết các bạn. Đây nha các bạn, mình sẽ tiến hóa cái con Arendamid của mình lên. Nè, xem nè. Wow. Ôi, nhìn xấu vậy. Nhìn lông lá bù xù vậy. Nhìn... Ơi, nhìn như kiểu mà nano vậy anh. Bạc bạc không xanh. À, còn anh Phương coi. Nhìn nó lông lá bù xù phải nồi các bạn. Toàn phương trong khác con gì mình đâu. Ồ, nhìn thấy gớm luôn. Nè, coi con em là nó phải như vậy nè. Nó cũng không khác gì con Odinkin luôn. Ồ, nhìn nó không có ngầu bằng rồi con kia ha. Trời ơi. Cái con kia thì nhìn kiểu cái màu nó vàng, nó đẹp hơn à. Đúng dạ. Không?
Nhưng mà được cái là nó giữ cái cấp độ lên các bạn. giữ cấp nào, với lại cái lượng máu lượng đam nó là Nó tăng khủng lên đúng không? khủng vãi chưởng luôn á. Rồi anh cho nó uống lọ mắc kinh nghiệm luôn. Wow. Ôi hình như là hồi Ok nãy quên lấy đồ trong người nó ra hay sao rồi. Phải không ta? Sao thấy kỳ kỳ vậy? Blue. rồi, cái con này cộng máu nó lên nhiều dã man luôn. Ok. À, để anh trong máu cho nó. Rồi, con em hết kinh nghiệm rồi. Nhìn cái màu nó không phê bằng cái con pha lành kia các bạn. Con gấu pha lành nhìn nó xịn xò. Pha lần thuộc dạng đại gia rồi, cái con này thuộc dạng khác rồi anh ơi. Anh full cấp rồi đúng không? Đúng rồi, mình có cái bình kinh nghiệm. Em qua em tán nhẹ mấy con xương rồi mình chiếu ít cấp cái. Còn qua đây với em. Bình thường có bao nhiêu đam rồi? Các bạn đoán nhẹ thử con này quánh bao nhiêu đâu. Cho em đoán thử á. Con full đam hả? Em nghĩ nó đánh xương xương là 4 triệu đến 5 triệu đam. Ồ, em đánh giá quá thấp rồi Jim ơi. Thấp à? Chục chai nhá. Bao nhiêu? Chục triệu nhé bạn. What? Chưa, anh đoán thôi mà. Chỉ mới ở mức là đoán thôi. Anh đánh thường đi rồi từ hạng hạng bật cái nộ lên. Ok. Các bạn xem con thử con Phương nó quấn được bao nhiêu đam. 300% tốc độ yếu vậy ta, quay chậm quá các bạn ơi. 4 triệu rồi, phải cả nồi Oh. 4 triệu hả bạn ơi. Trời, quánh con cano có 2 triệu rồi. Với thật sự anh đố anh coi em đánh bao nhiêu đam, chắc cũng khoảng đó. đánh thường với lại bật nộ nha, để em đánh thường thử coi chưa test luôn. Chắc khoảng chừng 4 hai triệu ba rưỡi. bốn năm Bay qua khu sa mạc thế em. ok 4 ok triệu mấy á bạn ơi. con em còn 300-400 cấp nữa mới full lên đây. Bên đâu? Đang đi đánh Đảo đảo xương xương đúng không? farm level cho con này. Đảo xương hình như hết hết thú luôn rồi anh ơi. Nè, bên đây nè, bên đây nè. À, đây có con rồng Anh Phương cầm coi 3 triệu rồi nè. 3 em. triệu. Coi em cầm một con xương này nhá, coi nè anh. Rồi, 4 triệu 9 Bây chứ. giờ 4 triệu 9 chưa nổ. Sao mấy thằng thú của mình lúc nào cũng yếu yếu luôn vậy? Shida phải nồi. do chủ nhân. À, 17 triệu nè em, quên nha. Con Riffin chủ yếu là nó có chiêu bay từ Đúng trên xuống gì. rồi, nó bay xuống nó sắn mà. Ờ. Ôi, như vậy là mình chưa test hết nha bạn. Đây nè nhá. Nó sắn xuống là gấp 10 lần đam đó. Thử đi anh phi mà anh dậm xuống đất luôn. Anh Kỳ phi vậy? mà anh dậm hết gao đất luôn nha. Đó, 17 triệu. 17 triệu chưa nổ nha. Trời ơi. Lớn quá em. Đâu yếu đâu bạn. Đó. Bật Phải gì nổ lên nè. vậy? Các bạn xem Phương là múa nè. 8 triệu nè. Ê ê, có con Demonic bên đây nè. Chờ em tí. Con Demonic em ơi. Đây, qua liền. 34 triệu Đâu đi mà nít đâu? các À, rồi quên thử đi. Thắng xuống một cái rồi. Chết đâu. Mất tiêu.
34 triệu nhá. Nhưng mà con có gì trong còn có cái chiêu nổ đúng không? Chiêu bụp á. Cái chiêu mà phóng long của em anh chưa thử hết sức mạnh của nó đâu. À, cái gì á? Cái gì nghe xèo xèo kìa. Em mới vừa bật nổ. À em. Cây phóng long xương xương coi. Ồ, vừa dính dính một long 3.6 triệu. Phơi nha. Trời ơi, cái đó mà cộng dồn lên là ghê lắm luôn nha các bạn. Một cái long mà chưa tiêu hóa là đã 1 triệu rồi. Trời đất ơi. Trời ơi, sao có 7 ngàn mấy giờ? Mấy con này. Nè, phóng gai nè. Chết la liệt. Từ từ, cái con này bao nhiêu máu vậy? Trời ơi, em chưa kịp phóng gai cho nó thử. Trễ rồi. Mẹ có con Rim Celeste nè, ai nhầm con Celeste Griffin. Quốc em ơi, quốc nó em ơi. Sẵn đi farm linh hồn luôn nha mày. Lắc bài, quá vậy. Bài không nổi rồi. Rồi bài vô cái vùng đó còn 1 FPS các bạn. Không hiểu luôn á. Lắc gì rồi tới. Rồi quýnh thường 13 triệu mấy anh ơi. Bái cà nồi. Xương xương nè. Mạnh quá mạnh à. Đúng là lên con... cái đẳng cấp này là nó một cái đẳng cấp khác biệt với con cũ. Lắc quá, lắc kìa, trời ơi, lắc kìa, mời lắc quá. Nó lót không kịp luôn rồi. Anh em tham lên hồn Celeste về đi. Ok. Tiếp theo chúng ta tới gì ta? Một tiếp tiếp theo hả? Để em nhớ coi đảo được con rảo xuống đây được farm một ít cái linh hồn Celeste nha bạn. Rồi mình coi về coi tới cái con gì. À bên đây Nam ơi, bên đây Nam ơi. Bên đây có con Celeste nữa nè. Chỗ nào anh? Chỗ hang cái phiền hả? Liền. Ui, cái con Indo nó thấy em tàn hình nó chạy kìa. Ây da. Anh điên bỏ gặp em bỏ chạy. Ây da, gì đấy. Ôi, sấy. Thấy chưa? Rồi em tới nè. Ây da. Em à ơi. Ghê vậy, đốt, đau. Chết rồi đó. Ôi cái gì á, gì á? Chết, sao chết tao phải tèo. Ờ, cái con quỷ con Riffin này à. Xuống dưới nước không được nha bạn, xuống dưới nước nó thảy mình xuống. Phải cái rồi. Hình như nó có chế độ gì đó để... Em nhớ là cái con này là có cái gì đó giúp anh em mình xuống nước được. Kỳ vậy ta. Con nó bao nhiêu máu vậy thôi, em thử. 70. Chứ đây. Ôi thiệt ghê à. Mua là 10 triệu cho một cái long anh ơi. Kinh khủng quá bạn, con đại bàng nó kinh khủng quá. Nếu mà em thả một con nhưng mà chúng full đam anh nghĩ bao nhiêu đam? 100 triệu không? Anh nghĩ 100 không? Con này bao nhiêu đâu? Trong cái 100 triệu rồi. Full ơi, quốc full thôi. Ok, không phải. Con này có 11 triệu à, ăn cái chết rồi. Mà em tán vô thử đi, thường nó cũng không dồn luôn mà. 12 triệu. Tán chai 12 triệu. Ma pet, cái con gì chết tội vậy? Khủng quá bạn, giờ là đam cũng khủng không luôn. Con đại bàng Celeste đúng là mạnh thiệt. Chẳng lẽ anh gặp con đại bàng Celeste bắt thêm con nữa. Ôi bên đây có con Riffin nữa nè. Nhiều dữ vậy. Bắt con rồng thì sao ta, con rồng tiến hóa được không? Con rồng nào? Nếu mà bắt con rồng Celeste ra thì dạ, tiêu hóa nó được không ta? Chắc được. Sẵn 34 triệu. 34 triệu. Có dữ. Ôi trên đây có con Riffin nữa em ơi.
Rồi, cái phim sẽ bong nhóc hết trơn nhờ. Ây da. Bay kìa, bay kìa. Chết rồi, chính cái hiệu ứng này nó té các bạn. Hiệu ứng này là không cho bay, nó bạn cấm bay. Chết nó chưa? Chết rồi. Đó là chưa lấy được linh hồn luôn. Té. Bay nhanh quá mà đuổi theo không kịp. Qua sa mạc hay cái này hình như đường của anh em mình qua là đường cũ rồi. Máu Remo. Lên núi băng nè mày. Đi. Hay là quay về test cái con Nova ta, Nova như là full cấp rồi em ơi. Nhưng mà về mình coi, mình coi linh hồn Silas nãy giờ mình farm cũng hơi bị nhiều rồi đó. Được mấy cái rồi. Em được 4. 8 rồi đó. Bây giờ ăn cái đi nha các bạn. Về nhà cái nè. Ôi sắp rồi, 2% nữa. Trời ơi, lắc quá trời quá lắc. Colossus nó có cần yên không? Có yên không anh? Về nhà lát phải tèo. Dino Tucker. Yeah. Wow, nhìn như con này oách sự. Nova. Rồi, có Nova rồi ta. Con Gigant này của mình chắc cũng còn lâu lắm mới tiến hóa được nha bạn. Còn lâu lắm mới tiến hóa lên Endominus Red được. Cái gì mà thằng nhân vật của mình nó đối liên tục luôn rồi, nó hoài vậy ông hai? Có cái bộ giáp nào mà không chống đối không? Bộ giáp không chống đối không biết. Cho nó no hoài á, đối hoài à, ngộ rồi. Chắc bị mất máu á mà xong rồi cái lượng nó chuyển sang cái sắp sửa các bạn, sắp sửa trưởng thành nha các bạn. Con này anh nghĩ có cần yên không? À đúng rồi, con có yên bữa mà anh em có cái yên nè. Ai con alo của em tiếng hóa được rồi kìa. Đâu? À đúng rồi, con alo của em. Bây giờ nhóc có chơi thú các bạn, con nào không cần thiết chắc thu lại quá, khu này nó lại lắc nữa rồi. À đúng rồi, cái con siêu saiya cấp 3 này nè các bạn, có một cái item mà khi mà chúng ta giết con boss đó, em gắn cái item đó vô là nó đam nó được nhân lên gấp đôi á. Ghê vậy. Ờ là nó mạnh kinh khủng luôn á. Cho rồng quá hả anh? Đúng rồi. Cái viên đá nó tên là Stone vậy á, mà phải giết con boss nó mới có. Ồ 100% rồi nè anh. Ồ trưởng thành luôn. Okay. À đây nè, đây nè Milestone nè các bạn. Nè viên đá này nè, có cái viên, có cái sò đầu, cái sò đầu hai cái xương mắt chéo nè. Đâu. Em thấy à. Em thấy cái cục đó giống như uống như là chết vậy. Ờ cái cục đó giống như uống như là chết đi. Anh có cái yên chưa? Em cho nó cái yên nha. Rồi gắn nó đi, gắn cái yên vô cho nó đi. Nè, lưỡi đường nè các bạn. Quá dữ. Có yên 300 mấy giáp. Anh có yên nào xịn hơn nữa không? Yên này tên là gì? Nova hả? Hồi trước quýnh con này nó cho anh em mỗi người một cái nè. Không biết bỏ đâu. Ờ cái con alo này nó, con alo này đúng thì là nó yếu thật anh ơi. Alo yếu xìu à. Ôi nó được cái con em chấp mấy nha bạn, con em chấp bỏ đi. Trời ơi nó bự. Con này cởi nó gan cởi con Ripper các bạn ơi. Cởi ra cái con Ripperkin á. Ui cái con này có chế độ Buri nữa kìa anh. Em thử Buri coi nó chui xuống đâu.
Con nào? Cái giò, như cái giò nó to còn hơn con Indo nữa anh ơi. À, nó chui xuống đất kìa. Chui kìa. Rồi mất tiêu luôn. Đúng rồi. Rồi rồi. Tai biến luôn. Kêu cho nó cái Dino Tracker đúng không? Có anh có cho nó Dino Tracker. Rồi, thử gọi đi. Rồi bị kẹt cái đất. Ôi, nó chui xuống đất à, không có dấu vết gì luôn các bạn. Đi rồi, qua bên sa mạc thử nè. Test thử cái nha các bạn. 1.1 triệu nha. Đam thường của con gọc này là 1.1 triệu nha các bạn. Thấy chưa? Còn khi mà nó cắn vô con rim là 8 chấp mấy. Đây, khi anh gắn cái xương vô này vô. Đó, các bạn gắn cái này vô nè. Cái này hồi chiều mình like trên Nono Live, mình test thử mình biết nè. Anh đang ở đâu vậy? Đầu xương hả? Bên sa mạc á. Gắn 2 triệu 3 rồi nha. Ủa? Qua chỗ sa mạc này anh Phương chạy đâu vậy anh? Sao? Thấy chưa? Trời. Nè khi anh gặp nè, anh gặp bình thường nè. Nó chịu mốt à? Chịu mốt. Ờ, còn khi gắn cái xương nó vô nè. Đâu, anh gắn cái nào vô vậy? Đó. Trong cái kết tông mai đó thấy không? Billy Stone đó hả? Ờ. Cạp là lên gấp đôi luôn á, nè. Cái cục nó ché đâu vậy anh? Ui gấp đôi luôn kìa. Cái cục đó là sử dụng cho cái con anh nào quánh boss có. Anh nào mới mang được hả? Ờ, anh nào mới mang được. Hay các bạn. Hay ta. Ai lại giúp vô không? Bị quỷ này giật điện hoài luôn, không chơi gì được mẹ. Mất dạy hả? Bộ này cũng không kháng được luôn à, quá trưởng. Nào vậy? Ghét mấy con Seeker đó ghê. Cái con em chặt vô cái người có con siêu gia của anh chết rồi không ta? Anh nghĩ mất bao nhiêu máu? Cái con Seeker là chắc đệ của có con à con Creator. Ôi nhưng mà sao tự nhiên nó bị tuột cái stamina dữ vậy ta? Sao con của mình tự nhiên nó bị hết thể lực các bạn? Tại vì do viên đá đó. Đọc thử đi. Kìa hết thể lực luôn kìa, mất tiêu luôn kìa. Lại đói. Kìa còn không thể lực luôn kìa. Nó lên lại. Kỳ ta. Chắc cho con kia nó quýnh bị mất thể lực á anh. Ok, thôi cho nó quay về nhà đêm rồi. Mình gọi con Nova ra test thử cho bạn xem nha. Đó, em đón thử ơi, bây giờ đón nhẹ thử con này đập chuẩn của nó bao nhiêu. Nãy giờ chưa tăng đam đó. Đánh lửa với lại chạy nhanh. Sao? Tính gì không? Các bạn đón thử ơi. Là trời, cái quỷ đó nó giật nữa rồi. Chi cơ nhiều quái trưởng vậy, từ đem giải quyết mọi ra. Bị tuột nữa kìa các bạn ơi. Mấy con chi cơ này hồi nãy nó không giết hết hay sao anh ơi? Được chưa? Còn leo lên được. Trời ơi, mấy con này Seeker này nó quánh nè, kìa tụt thế lực các bạn mất tiêu luôn. Rồi đó, hết rồi đó. Cây thật. Con Phương bao nhiêu milidam rồi? 600 hả? 600 à, chưa tăng gì luôn á, em đoán thế là đâm ở đó bao nhiêu. Em nghĩ kèm được chắc 500.000. Mạnh dữ chưa? Mạnh chứ.
U38 ngàn. Tại vì chưa tăng gì chứ mà 500 ngàn là dữ dằn lắm rồi. Ui. Ui. Rồi cặp tiếp anh ơi. Tăng hết vì là tí đạp dở xô mấy này hết rồi. Chăm mà. Ui. Cái gì vậy? Cái chiêu chuột phải này ghê thật sự luôn á. Cái chiêu này nó không khác gì là cái mà bắn trong cái quen mà nó quy lượng gấp mấy chục lần luôn anh. Đỏ kìa. Sợ chưa? Em sợ chưa? Em bắn một lần có một phát, anh Phương bắn một lần chắc phải 20-30 phát á. Em qua bên đảo xương rồi, qua bên đảo xương rồi. Vãi cà nồi à, ghê thật sự. Mạnh các bạn thật à. Sự các bạn. Không biết có con nào không biết. Kinh dị. Quỷ diệt cả thế giới. Đó là thấy kìa. Thì cái cục này nó không mạnh lắm nhưng mà nó được cá là màu mè. Ờ nhưng mà nó bay kiểu mà khắp cả thế giới luôn. Nó còn nổ nó dữ dội hơn là cái con Spirit nữa. Về đó nó bắn một cục luôn kìa. Thôi. Cái cục đó là cục gì ta? Ghê hả? Rồi rồi. Cục này giống cái con mấy con Silent nó phóng vậy anh. Đỡ rồi. Cái cành. Trời ơi, 4900 đam. Có chiêu sấy này mạnh rồi, chiêu sấy này hơi bị mạnh đấy. Rồi. Như là đang ở trên. Thấy ghê. Thấy ghê thật sự luôn á. Kiểu mà nhìn nó quánh hoành tráng. Kiểu mà con này mà em mà ghét thằng nào á, ghét cái chỗ hang động nữa, em lại em quẩy. Qua bên cái đảo gồng quẩy mới đã. Đó quẩy thì thôi rồi. Giờ full cấp chưa? Chưa em ơi. Đây có con T-Rex này. Đây đây. Mới full tam. Bao nhiêu phần trăm đam mà anh? 19.000. 19.000 rồi. Máu con anh chưa full kìa, mới 221 điểm mà. Đúng rồi, chưa full, đang tăng tốc độ chạy cho nhanh tí. Anh thấy cái con này nó to hơn cái con Indo đúng không? Ờ nó to lắm, nó như con Ripper á. To hơn con Demnit Ripper luôn á. Ờ. Hết chỗ để quẩy các bạn ơi. Ui 2.2 kìa một 2. Cái một cái sấy là 2.2. Không đùa nha bạn, con này chịu dữ á. Quên nha, con này chưa nổ nha. Em nên nhớ là con này chưa nổ nha. Con này nó phun cái lửa nhìn đẹp vãi. Trời ơi, nhìn cái lửa anh Phương nó phun. À, nó bây giờ tôi nổ nè. Ôi nổ bốc khói kìa. Bài kìa, bài hút té, té chứ không phải bài em ơi. Cái đó người ta gọi là té. Ôi thấy cũng vậy ta. Trời. Rồi cùng.
chưa mấy à. Bao trùm có nguyên khu chợ, khi cứ mong nguyên một vùng trời luôn em ơi. Chưởng thiệt. Ôi nó nhóc cái giờ tuyệt chiêu luôn chị Dũng ơi. Phun lửa nữa. Thấy con này đa dụng vãi. Ủa anh đâu rồi? Là anh đang đi vòng vòng dưới này nè. Con này nó đủ trò chứ các bạn ơi, nè chiêu cành tròn nè, để mình test lại cho các bạn xem là cành tròn nè. Đó, phun lửa ra gì đó. Phun đâu ta? Còn ở dưới chỗ mấy con bò cạp con ngựa kìa. Còn ở dưới. Đi về hướng nào vậy? Cái chỗ mà thường xuất hiện mấy con Abed á. Abed Indominus hết á. Ở phía dưới gần biển đúng không anh? Đúng rồi. Có chiều sấy nó là mạnh nhất em ơi. Ở bên đây chiều sấy nó có thể là quỷ diệt. Thấy chưa? Hồi là em ta đang qua đi nó kế bên rồi. Đó, thấy chưa? Con này các bạn đi quỷ diệt thế giới nó mới đã chứ. Trời ơi, đập một cái mấy kiểu lăn quay luôn kìa. Người đá, người đá kìa. Người đá nè. Trời ơi, bạn thấy nhiều đâu kìa. Nhiều nhiều, phải tèo luôn, con này kết hợp của nhiều con. Chiêu ít chiêu dìm lúng chân em ơi. Chiêu ít chiêu xê cành tròn chuột phải chuột trái từ lừa hộp dưa nha các bạn. Mấy cái con này mà vô đánh nhau PvP thì sao ta? Nát game luôn. Múa nó qua nhà kia nó múa. Nhanh nào em, nhanh nào. Anh lóc được cái gì luôn kìa. Rayatun Custom. Rayatun là con gì trời? Rayatun. Mạnh như đời tới, nhưng mà hiệu ứng con này nhìn chóng mặt quá các bạn ơi. Chơi hồi nhìn chóng mặt nó chết. Lắc qua chỗ này lắc như đời tới. Đi em ơi. Đi. Về. Dạ, thôi mà coi mục tiêu tiếp theo qua đây mình lại con gì mình nghiên cứu xem thử. Ok. Dạ các bạn ơi, quỷ này là gì cũng chùm lắm các bạn ơi. Cái gì chứ cũng chùm á. Đó, đâu các bạn coi thích con nào, các bạn thích con nào. Thôi cù đẻ trứng. Nè, còn con chùm tăng cơ mấy ông nói nè, thật ra là nó chui dưới này nè. Đúng rồi đó, đó thấy giờ em, đâu có bị mắc đâu. Em cho nó chui xuống dưới đó đó. Ôi, nhiều bạn bảo nó bị mắc. Ôi con chụp tăng cơ bự hơn em ơi. Bự hơn luôn hả? Ờ, cảm giác nó bự hơn, cái đùi nó bự hơn. Bự hơn. Ồ. Thấy giờ. Thấy rồi. À, thằng này nhìn nó cũng giống giống nhau rồi. Giống nhau. Chui xuống dưới đi mày. Rồi đó bạn, chui xuống dưới luôn á. Rồi. Con này chui còn để lại cái đốm đất á, còn con kia chui là mất tiêu luôn. Không biết gọi nó làm kiểu gì đúng không? Ờ à, không có đi đâu chắc cơ gọi nó là tai biến luôn á. Sau khi con Bitcoin này đúng không? Để trời ơi, à. Rồi em về em coi cái chỗ ấy, cái anti-fake kìa xài qua tết miên luôn, chưa hết nữa. Quá trời anti-fake các bạn. Sao? Hả? Quái cà trưởng à, anti... hai cá đúng không? Bên đây cũng ra được thêm mấy cái nữa này. Anti-fake chứ mà mấy cái trophy gì. Còn cái chỗ này để làm gì ta? Em thấy có cái chỗ bên đây nữa nè. Mấy cái trophy này làm gì trời, mấy cái này mấy cái đầu này không biết để làm cái gì luôn á. Cái này để làm cái gì á? Kinh powder. Thôi ôi, còn lượt lại bao nhiêu là anti-fact không nè các bạn. Bỏ ta quan trọng là giữ lại anti-fact thôi.
Sao ta, bây giờ coi mục tiêu kế tiếp của anh em mình là gì đây. Chắc là phải thu mấy con thú đấy lại nhé các bạn. Em chế những cái quả cầu đi cho mình thu lại bớt đi, mình chơi những con xịn. Quá trời lắc. Cầu coi mở trong mấy cái ống rồi nè, anh lấy ra ít đi. Còn không? Ủa anh thu hết rồi hả? Bây giờ để em làm thêm mới nữa, mới nữa. Flat. Bờ thì lại hai. Đây nhá. Thu lại bớt mới được các bạn. Để coi coi The Creator. Cái là cái con Bitcoin đó. Rồi cái con đó anh em mình shop rồi. Là mình đã giết rồi đúng không? Dạ. Rồi mục tiêu tiếp theo của mình là tới cái con gì Colossus hả ta? Ờ chắc là tới Colossus rồi anh ơi. Rồi tới Colossus các bạn ơi. Ngon lành. Như vậy là tập sau là anh em mình sẽ quất cái con Colossus đầu tiên, con Phai. Em lấy chích hay là không Phai? Quất con Phai dài qua đi. Nó theo thứ tự đó, Phai tới Elite chích đó. Rồi tới con độc, tới con băng. Thấy giờ đó. Cần Spirit với mà trao O. Ồ, Phai Spirit điện. Cần Kipple. À, nó có 4 hệ. Ui. Bỏ mấy cái linh hồn vô đi. Đây, linh hồn Silet, linh hồn Primoid. Máu nè. Thiếu gì nữa anh? Chèo hò cho với mày xin biết đó. Rồi, đủ rồi đó. Chờ bi rất to. Chờ bi rất to, còn xin... đang chế mà. Rồi nha các bạn, tập sau thì chúng ta sẽ tiến hành là đập cái con Colossus Fire nha các bạn. Tiến tới một bậc nữa rồi đó. Đó. Ngon lành nha. Chết, tụi mày chết. Tập này bao nhiêu em ơi? 52 phút. 52 phút hả? Okay. Tranh thủ thu mấy con thú không cần thiết lại nha các bạn. Quá lắc rồi. Giờ mấy con này không cần thiết vô đi. Con Light Dolphin chắc giờ yếu xìu đúng không? Phải cần cái này nha. Series chơi đã thật sự á. Đã chứ, ghiền quá chữ luôn, chưa bao giờ mà chơi lâu được tới như vậy luôn á. Không biết các bạn xem ghiền quá, chứ mình chơi là thấy phê, sướng quá luôn á. Nhưng mà có cái là cái con Nova là nó chưa, nó kiểu mà nó không mạnh như mong đợi các bạn. Nhưng mà đầu video vô cái mình tiến hóa cái con Silet á, nhìn cái màu nó không được đẹp lắm. Mình cứ tưởng đó là nó lên pha lành giống như con này nè. Kiểu mà gấu mẹ vàng 24k nè. Nhìn nó xịn xò. Nó phải cho mình một cái màu nó rất là cực đẹp luôn á. Ờ. Lại refin rồi chắc thu lại bớt hết quá. Con khỉ này thu không ta? Khỉ này thu luôn nha nha. Rồi, anh nghĩ là nên thu lại hết đi. Cho nó đỡ lắc, để khu này lắc quá trời rồi. Mình để mấy con mà hay xài thôi. Ngựa chắc thu vô luôn rồi, bông lôi nè. Rồi ba con. Chừng nữa mà các bạn nào mà muốn mình test con nào thì các bạn cứ bình luận đồ dưới á, mình sẽ zoom test cho bạn xem. Chứ mấy con này bây giờ nó quá lag rồi. Để lại cũng đâu có xài đâu. Rồi con nào nữa ta? Ủa, con nào chết đây? Con bờ te đây gì trời, Violet.
UT anh có xài không? Không em ơi, thu lại luôn rồi. Thực ra cái sức mạnh của cái con gì nữa bạn, cái con Nova là nó cũng mạnh thật sự á. Nhưng mà so với kỳ vọng của mình nó vẫn chưa đã lắm. Tại vì mình với Trâm đã sở hữu những cái con gọi là quánh tới 50-60 triệu đam mà. Mà con đó quánh có 2 triệu đam thì ra chưa phê. Hay là do anh em mình quá mạnh thôi. còn nó yếu rồi. Có thể là do mình tiến hóa được mình lên mấy con này nữa bạn. Pha lành đồ nè, kiểu mà nó quá mạnh đi. Bây giờ mình cảm giác cái con Nova nó chưa phê lắm, hoặc là do có thể là do cấp cấp độ này mình bắt cái con đó nó yếu nữa. Nó 90. Chưa lét, Sabino em gom hết vô luôn nha. Gom hết vô rồi đây mày. Điện hả? Vết tèo. Rồi con alo của em có cần tiến hóa không hay là khỏi luôn? Ở đâu con đi? Khỏi luôn đi nha bạn, mình tiến hóa một con test thử này. Con chim đại bàng được tiếng hồng hồng này luôn, dớp mày em dớp nó vô luôn. Con này bay chỗ ngục bay. Nó thấy thu thu là gì đó, đỡ lát lại đó. Lắc biết bao nhiêu. Rồi con nào nữa ta? Nhiều vãi nồi luôn. Shipper Omera này thì quốc mình thu lại luôn. Để hai con bên kia cho nó chứng từ từ là được rồi. Đồng ý luôn em ơi, bỏ hết đi, thu nó vô hết đi. Nhất là mấy cái con bộ ngựa đó thu luôn anh đây. Em nghĩ là thu hết bộ ngựa vô được rồi đó. Anh nhìn mấy cái ổ trứng là anh nhìn thôi là anh làm không biết bao giờ hết nữa. Nhiều vái cả nồi luôn ạ. Thu không? Hay là có cách nào để mà mình vô mình xả hết trơn cái tụi bọ ngựa này không? Thu đi anh, thu vô đi. Trời ơi các bạn nhìn trứng pha lét đó bạn. Anh nhìn thôi, anh nhiều nhìn ốc cái nổi luôn. Để bạn xem nào. Phải hơn ngàn Ôi. quả rồi anh. Sai mệt nghỉ luôn á. Hồi trước anh em mình còn phải rặn nó từng quả ở mỗi tập đây. Trời nó nhiều vãi nồi. Thôi là đỡ hết. Giờ đỡ lát rồi đúng không? Đỡ nhiều rồi nhiều anh ơi. Rồi ok thôi được rồi, mình tạm dừng video này luôn nha các bạn. Tập sau chúng ta chiến tiếp tục. Tập sau rồi sẽ bay vô là quất cái con file Colossus luôn, vô hạ bệ nó luôn. Vô thì có thú để mình đánh rồi, từ sau này mình sẽ quyết đấu với nó thử. Chắc Rồi series cảm này ơn các chắc bạn đã xem nha. em nghĩ là sắp hết chưa? Em nghĩ chưa đâu, còn nhiều đúng không? còn nhiều cái để khám phá mà. Tại vì nó còn bên đây nữa nè bạn. Ủa sao hôm qua cái này của anh nó bình thường mà hôm nay bị lóc rồi ta? Lắp hả? Các bạn này nè. Không biết nữa. Chúng ta còn cái anti-fake gì bậc 3 gì đây đó đây nữa nè bạn. Không biết Nó mấy cái này. còn nhiều cái bí ẩn ở trong cái bản mod đó nhưng mà đây mình chưa khám phá được. Không biết nó là cái Còn gì. Rodan cà rốt nữa kìa. Silver cà rốt thì có rồi, còn Rodan kìa. Nó còn nhiều thứ lắm, mình nói thiệt, nhiều lắm luôn á. Từ từ rồi chúng ta khám phá từ từ ha. Rồi nha. Yêu thích cái series này thì nhớ các bạn nhớ like và đăng ký ủng hộ hai anh em mình nha. Hẹn gặp lại các Bye bạn ở video sau. Bye bye. tất cả các bạn nha, hẹn gặp lại ở tập sau nha, tập sau chúng ta chiến tiếp tục. Chờ đỡ lắc, đỡ lắc.